Hôm nay là buổi gọi là bế giảng, có nghĩa là cũng như là rốt ráo đó, bài ba. Thì trong một đêm khuya lẳng lặng rừng hết đó quý vị. Quý vị thấy quý vị có duyên mà có phước lắm đó. Giờ này mình đi đó, mình đi dưới núi, mình đi tham quan để kia mình ngủ nhà trọ, trọ đó quý vị, gọi là trọ. Cái mùi đó nó cũng không được trong sạch, nó lẫn nhau chứ không nói là ai ở dơ, nó lẫn nhau nhiều quá đó. Cái người tu của mình đó, ngày sáng chiều phòng chỗ mình phải vũ sạch sẽ mền gối chăn. Xin kính thưa quý vị, anh em của mình tiếp tục chương trình để nói tiếp. Biết không, đêm mình ngủ đó có hành tinh ta xuống đó, ta tham quan mình, ta cố vấn mình, ta tư vấn mình, ta xem mình như thế nào, đặng người ta rước mình về cực lạc quốc. Mà bây giờ đó mình dơ quá đó, cái ta xuống, ta bài bài bài, ta hạ xuống dơ quá. Nhất là buổi tối mình cũng phải, thì cái đó gì có rồi đó, súc miệng rửa mặt sạch sẽ, không còn ăn nữa để đi ngủ. Quần áo đó, quần áo mà cái nào mình mặc ngủ, mình có đem áo già áo tu này mình mặc ngủ, rách rưới cũng được đó quý vị, rách rưới lang thang cũng được nữa, nhưng mặc cho sạch sẽ, giá trăm mảnh cũng được nữa, mà nó phải sạch sẽ mặc ngủ. Thật ra hôm nay thì thầy cũng muốn nói cho nó cạn trước hết, đừng đem ra để mình nhớ là mình phải tu kỹ. Sạch sẽ bên ngoài, sạch sẽ ở bên trong đó, thì nó mát, rồi vô cùng là nó an tâm, rồi nó lại là phỉ chí mình, chứ không có nóng ngực, cũng không có bức rứt, mà không có bực bội. Nó có lắm khi mình nói ta bực bội quá rồi đó, bực bội cái gì thì mình phải kiểm tra ra cái nguyên nhân, nó có nguyên nhân hết. Tao khó chịu quá rồi đó, để khó chịu cái gì mình phải đem ra. Đó, mình phải ngồi, mình phải đi ra ngoài đó, mình ngước mặt lên rồi mình nhờ các đấng toàn năng á, hay là mình nhờ Đức Quan Âm, hay mình nhờ ai đó, mình quan tình quá hay như thế nào đó, mình mới bực bội tức mình, để giải tỏa cho mình, ngước lên niệm Quan Âm Bồ Tát hết trơn luôn. Đừng có ở trong cái khung nhà của mình, lúc đó cái trượt nó đã bao hết rồi, mình đi ra ngoài một chút xíu à, nó tỏa ra đó. Giận vợ, giận con, giận chồng, giận anh em cha mẹ gì đó thì mình đi ra ngoài. Còn nếu sức năng của mình chịu đựng được, cao tăng trưởng đạo rồi đó, mình là người cao trưởng rồi đó, thì mình ở đó mình chịu đựng không sao hết, mình đánh lại, mình ngồi mình đánh lại. Còn bằng không á thì mình đánh có lợi đâu. Nói vậy cho tất cả quý vị và chúng con nghe, để mình hàng phục chính mình, để mình theo dõi, để mình lấy lại cái bản chân tâm của mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Rồi hành tinh ta xuống đó, nhiều khi ta xuống cái nước đó, đây có một vị đưa cho thầy nè, xuống cái nước đó vắng lặng giữa đồng quang, có đá, có rãnh, có mương gì đó sạch sẽ, ta xuống cho đó chụp hình lấy được. Rồi còn ta xuống riêng mình, cái gia đình của mình, mà ít có khi nào ta xuống tận gia đình của mình, nhưng mà mình là một người tu giấy tờ đầy đủ, tu pháp lý, tu chánh pháp, tu hành là theo Phật rõ ràng, thì hành tinh ấy sẽ đến coi mình có được chưa, đủ giấy tờ chưa, đặng họ chuẩn bị họ đưa mình về an lạc đó. Như thế coi chuyến bay y chang như bên ngoài vậy đó quý vị. Còn họ bỏ mình á, họ thấy mình lầy lụa quá, từ ở trong tới ở ngoài nó cũng được thanh thoát, nó không được cái gì hết á, thì không có đâu. Mình có là một con tinh nè, thấy không đó, con tinh nho nhỏ đó. Rồi mình phải có đức tin quý vị, để mình tiếp nối với hành tinh mới được, mình tiếp nối với hành tinh mới được. Rồi mình trở lại là quỷ ma tinh đó, là mình biến quá ra, trong người nó không có gì đó, tự là mình biến hóa ra là quỷ ma tinh yêu quái cũng mình, chứ không có ai hết đó. Thì mình đã luyện tập cái đó đó, mình đem nó vô thì mình rủ nó vô chơi,
ở ngoài nó vô, nó thâm nhập vô, cái nó cuộn ra điện luôn. Còn mình là một hành tinh ở trong người của mình như sao, thì mình sẽ là tiếp tục tiếp nối hành tinh ở bên ở trên gọi là cõi xuống đó, thì quý vị nghe không? Chứ không phải cái thân thể của mình là châu thân, bản thân, tấm thân, cái bản thì được đó, mình làm tốt nè, ghi trên cái bản đồ của thế giới đó nha, tấm gương. Còn em mình làm xấu đó là cái tấm giấy đó, xé họ dục, họ đạp, họ đi. Thì bây giờ mình trở lại là cái châu thân của mình, trong người của mình có 5 cái châu đó quý vị. Cho nên mình phải trấn an là ngũ uẩn à, rồi mình phải giữ ngũ giới cấm à, Phật gài hết vô cho mình đó, để mà tựa cái cửa đó để đóng đó, để đóng giữ để nó vô. Như thế thì Phật thương mình dữ lắm đó, rồi mình thì cũng thương mình nữa đó. Các vị mà ta xuống ta hướng dẫn mình, bây giờ ta về rồi đó, nhưng ta về rồi nhưng mà ta đã trực tiếp vào trái tim của mình, cái tâm của mình, cái tâm linh của mình đó quý vị đó, thì ráng cố gắng để mình làm một việc có đức độ. Có đức độ rồi nó khỏe lắm, rồi nó có sức mạnh nữa, chứ không phải là còn mình yếu xìu đó, cái này cái kia cái nọ sàm tấu, làm bậy làm bạ, nói bậy nói bạ. Quý vị đừng nói một ngày đi mà quý vị nói với con chút xíu nữa mẹ hãy ăn cơm, mẹ ăn cái gì con đi mua, con mua gì cũng được hết, nhưng con ấy biết mẹ bệnh mày cử mấy món thường thường rồi đó, đừng có mua thôi, đã vậy được rồi. Vậy là mày ra mày mua này mày mua kia rồi mày trả giá nha, không à, bây giờ bạn hàng bây giờ nó này kia đó là sàm tấu đó, sàm đàm đó, kể nó lớn rồi nó biết hết trơn rồi. Như thế thì mình cũng dặn cũng nói, nhưng mà cái nói của mình giới hạn là quý vị biết gần chết rồi không nói được. Hỏi mẹ con đi thăm bệnh viện nằm mà có nói chuyện không, nó giờ không nói được, thấy chưa, đâu còn nói được, yếu rồi, yếu dần nó lui rồi, nó đâu có nói được. Còn bây giờ mình còn nói, còn biết, còn tha thứ còn sám hối, còn biết nhìn nhận được cái tội lỗi của mình, thì chính mình rõ ràng rồi đó, thì mình tu đi thành tiên thành Phật. Phật không có nói dối, Phật thành trước rồi, đơn giản lìa bỏ, chịu đựng, duy trì à, không sợ thú rừng, không sợ gì hết. Cho nên Phật vào núi linh thú, thì Phật đi có một mình, đâu có cho ai đi để hầu hạ, để này kia nọ. Mình cũng còn vướng bận ở đây, để anh em, chị em và chúng con và tất cả trợ duyên cho các ông, các cấp ở trong chùa, các đại đức thiền sư cùng ở đây thầy thì cũng trợ ít thôi, vì thầy còn hai cái tay làm được đi đứng được. Nói như vậy thì mình sẽ giảm bớt cái cần chuyên nhờ mỗi người. Như bạn mình tới mình nói trời mượn bạn, ba tôi mượn bà quét cái nhà giùm tôi đi bà, thì bạn mình quét sạch lắm nha, quét thiệt sạch, quét rồi mới lại uống nước nha. Nhưng cái quét nhà này chừng nào trả lại cái quét nhà này? Mượn tiền thì trả được, mượn tiền, mượn vàng, mượn lúa, mượn củi, mượn nước, mượn cái gì cũng được hết. Nhưng mà cái quét nhà này chừng nào cái bà bạn này mình lợi bà mượn mình quét cái nhà y vậy, đừng mình trả lại, thấy không? Có một chút xíu mẹo đó mà mình không, mình gây ra cái tội lỗi đó, thấy chưa? Không mượn nữa, không mượn nữa, mà mình có thể cái cách nói khác. Em nhờ chị nha, em nhờ chị chút xíu nè, đó, nhờ thì không có tội. Mình nhờ, con này mình mượn, thấy không, mượn dai đó. Cái thói quen của mình đó, mình nói chạp nạp, mình không có phân biệt chánh tà, phân biệt rõ ràng đạo đời đó. Như thế thì cái người tu nó thâm nhập. Còn bây giờ mình ra khỏi cái đó rồi, mình nói nhừng nhã có lý do, rồi mình nói sao mà có đức độ đó. Như thế thì cái sự tu của mình đó, thì quý vị cũng đợi chùa nghe tất cả các ngài các chị ta giảng nói rồi, nhưng mà ta chỉ cho quý vị vô ngã tham sân si rồi này cái nọ, chứ ta không có dịch diệt thẳng ra, không có dịch diệt thẳng ra, vì ta không có lãnh cái phận đó, chứ không phải người ta không biết đâu. Còn bây giờ ở đây thì bần sĩ là thầy bần sĩ, chứ không phải là đức thầy đâu, hay là Phật thầy đâu, không phải vậy.
Để dịch việc ra, dịch ra, dịch cho rõ ràng. À, ở đây nè, mà mình nói tiếng này mà lời kia người ta còn nói trật đó, thì huống gì mà Tây Tàu, hay là huống gì mà tất cả các chị để nói chuyện nghe cho rõ. Rồi cho rõ này là nguyên nhân nào mà mình nghe không rõ. Mình nghe rồi mà mình không có hiểu, không có gì hiểu, nhưng mà nó dơ dơ vậy nè. Nhưng mấy cái lỗ đó, mấy cái lỗ, mấy cái hen á, giận hờn buồn ích kỷ tham lam ước mơ cầu có rồi này kia đó, mấy cái lỗ đó mình không có lấp lên. Rồi lời nói của tất cả các bậc tiền nhân hoặc là nghe giảng của đức thầy mà quý vị đó đang ngâm giảng đó, thì nó cũng lấp đi, nó không có. Còn bây giờ mình tu, mình kiểm tâm, kiểm trí, kiểm ý thức của mình rồi đó, thì mấy cái lỗ đó mình lấp là lấp chưa chưa đầy, nhưng mà lấp lại là hết đó, để không có, nó không có bùng dậy, nó không có gây cái phiền não này cái nọ, nó gây không đâu quý vị. Mà trong này đâu có cái gì đâu, cứ chỉ ở đây là mà đây đâu có, nó ứng lên nó hay lắm, nó ứng chiến bất ngờ, mình không có trớ kịp nó đó. Chứ không phải là nó ở đây cái mình nắm cái tay đâu ha, mình nắm cái này đâu đó. Ý muốn mà thấy cái chị kia năm hôm trước đó, muốn gây với chị rồi nhưng gây không được, bữa nay thấy cái sụ mặt xuống đó, thấy chưa, nó sụ liền quý vị. Ở trong này nó triệt, mình phải sụ cái mặt xuống không có vui. Nhưng mình tu đó, nó có cái cản từ bi nha, bắt buộc mình phải vui, không có buồn. Vì cái chị này không, nó giận rồi thôi, không giận được thì kệ nè đó. Tại bây giờ mình phải vui, mình vui không phải là mình cười với chị, mình gật đầu chào chị, cái môi mình tươi, nhìn ông Phật cái môi ông tươi lắm. Ông không có vui đùa, không vui thích, không có ham vui. Vì ham thì ngày đâu có đi, đùa thì ở nhà giỡn vợ con, nên là cung phi tần này cái nọ đó ha, ông không có. Ông vui tươi, lúc nào ngày cũng tươi rối nha, tươi chứ ngày không có cười à, tươi. Thấy cái miệng ông hở môi, chúng ta ráng tu tập. Nếu mà không có cái hình thể của tất cả các ngài đó thì không nói gì. Bây giờ đi đâu cũng thấy chân dung của các ngài hết nè. Đức Quỳnh cũng có, Đức Phật Thầy cũng có, Sư Tổ Đạt Ma cũng có, bên đây Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng có, Quan Âm cũng có. Thì mình nhìn cái gương, họ làm sao, mình làm vậy. Có trật trúng đi nữa thì một gem, hai gem, ba gem thôi, chứ không đến tới 10 gem. Còn cái này mình không nhìn thẳng, mình đốt hương mình nhìn thẳng vào Phật đi. Hồi bữa nay sao vậy, nhìn cái nét, cái dấu ha, cái sắc của ngài đi, rồi mình tu. Mình lại đốt ba cây nhang, cái mình xá xá, cái mình không có nhìn ngài. Mình nhìn có ngày ngày tư lắm đó. Còn ức A Di Đà như thế nào, rồi mình nhìn đi. Thế thế thì người tu phải kỹ lưỡng. Chứ không có đùa. Rồi mình đang dâng hương, đứa con, đứa cháu, ai lỡ hỏi này cái nọ, khoan, biết rồi đó, nhưng mà để mình thọ tùng lễ Phật xong, mình mới tiếp người ta, không có đâu lẹ lẹ bỏ đó, đừng để nè. Thì cái thâm nhập, cái mà cảm nhận, cái mà đức độ, đức tin của mình ở nó không có vậy, nó chả ra vậy nè. Ở trong người mình cũng có vậy đâu quý vị, như cái biển nè, mà không phải là cái biển nữa. Đó, thấy không, tim gan tỳ phế mà. Nhưng mà nó ác lắm, nó ác vô cùng, nó độc vô cùng, mà nó hung vô cùng, mà nó cũng hang hầm hố tận ở dưới địa ngục đó quý vị. Rồi biết được, hiểu được rồi, nó là thiên đàng, nó là Tây Phương cảnh Phật đó, nó là hà sa vô tận, cái cõi Phật không biết bao nhiêu cõi nói thênh thang, nó rộng nha. Mình thấy cách thước mình đo coi đã có bao nhiêu, nhưng mà nó rộng như cái biển. Nam mô Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát, đại hải chứ không phải là tiểu hải đâu, nó như thế. Thì do nên mình biến qua, cho nên Phật nó một biến, hai biến, ba biến. Mình không hiểu cái biến là gì đó nè. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thì mình biết được niệm, còn này biến. Một phải biến cho mất hết, phi tan hết, đánh đổ, cũng như là chiến tranh mà mình thắng được vậy đó nha.
Chứ bây giờ mình giỏi lắm đó, tài ba lỗi lạc quá nha. Mình làm cái này cũng được, tính toán hạng sượng công ty, đóng tàu đóng vé, còn máy bay nữa kìa, thấy tài không? Đó, sắt mà bây giờ đưa lên trời bay vậy đó thì mình quá là tài rồi. Nhân tài, nhân tài rồi còn thiên tài nữa kìa. Đó là quý vị, tài này thì được rồi đó, phải có đức cộng thêm là thiên tài. Cái tài này rồi chiếc máy bay đó nó còn không ạ? Nó bay qua biển thì nó sa xuống, nó mất, nó chìm nha. Còn thiên tài đó không có. Ở như mây dân nha, đó toàn gồm hết tất cả bốn biển năm châu, có bậc thiên tài xuống họ không phải thần thông nhưng họ rất là toàn phép pháp, họ lãnh phận của ngọc đế của trời. Thiên tài là có nghĩa là của trời rồi, thì quý vị của trời, của đất, của Phật đó có vừa gì đâu. Đó như thế thì chúng ta bây giờ cũng phải trong xã hội bình minh đó, an tịnh hòa bình, mình cho con học dạy dỗ cho nó song song với người ta, biết đâu vừa có học thức, vừa có trí thức, vừa có tâm thức, vừa có thần thức, đứa con của mình về mình dạy dỗ. Người bạn mình, đứa em mình, đứa cháu mình, toàn quyền quyết định của mình. Nếu rơi vô nhà mình ở một ngày hay là một 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 lát, mình cũng có thể sửa co cái tay lại, bánh để trên bàn chưa mở lại chớp ăn, nắm cái tay lại, con xin ai chưa, xin bác chưa, xin chú chưa, xin anh em ở đây chưa, chưa hả, chưa, con để trở lại, mai mốt nha, lật cái tay ra quýnh. Cha mẹ nó đứng nó cũng được, không đứng nó cũng được, mình chấp liền. Như thế thì quý vị thấy, dạ con sợ tội, sợ cha mẹ nó buồn. Cái đó không buồn đâu ạ. Hiểu không? Mình có quyền, vì dẫm lọt vô rồi, mình có quyền điều tra, có quyền bắt nhốt. Đó thì dạy con dạy cháu từ mức độ. Đó là người tu kỹ, để nó lân đến cái nhà tịnh độ của mình đó, mà nó vô nó quậy, nó phá kệ, nó kệ để nó chơi, đi về chứ không cho chơi. Chơi chỗ chơi, ra ngoài công viên, cầu tuột, đu ra ngoài chơi, không chơi chỗ này được. Giờ cái chỗ này là cái chỗ con chúng tôi học bài cũng lắm luôn, phải để cho nó học bài. Giờ tôi thanh tịnh, tôi ngồi cái ghế như thế này cũng được, vậy đâu có sao đâu. Bất luận tùy cơ ứng biến, vác cái cuốc ra ngoài bờ đó, sao nó hơi mệt mỏi quá, bóng cũng hơi xế gì đó, thôi là mình ngồi xuống rửa mặt ha, có nước mà rửa mặt xong ngồi thở rồi mình tiếp khí thiên. Mình tiếp khí thiên chứ đâu có nói là mình ngồi thuyền. Tiếp vô thở ra cho nó hết tốc lực ở trong này nè, nó dơ một ngày, dơ một đêm, nó dơ một hồi đó, cái mình thở ra cho nó hết, tiếp vô rồi cho nó quận, cho nó đảo, nó tạo trong này cho mình bình an ngồi thiền định. Thiền tĩnh là khác, còn thiền định là tọa thuyền là khác nha quý vị. Đó như vậy là thì dư muôn cái sự tu hành của mình được hết. Hay ra ở ngoài cây mận, cây ổi, cái chỗ nào đó thì vợ đồng tu với mình mới biết mình là người đi tu, không có khiêu. Chồng biết vợ ngồi đó làm nhà ngươi định gì rồi đó, đó thì để cho người ta có cái mũi tên, ta có cái phương hướng, ta bấm cái tư tưởng về cực lạc rồi, mà đang ngồi đây mình lại mình la lên, mình kêu lên à, chứ là mình sâu ta xuống. Quý vị có biết bây giờ các vị mà ta đi lang thang, ta ngồi bờ, ngồi bụi hay là ngoài rừng, ngoài đầu đó, ta không phải du lịch đâu ạ. Ta du ngoạn, du ngoạn đó, ta đi chu du du ngoạn đó. Đó, đặng ta đưa ta về cực lạc, ta ngồi một chút xíu là ta sẽ đi về nơi, Tây phương Phật rồi đó quý vị. Đó cũng do là cái sự tư tưởng biến hóa trục sức gần gũi mình thâu lại như là máy máy. Cái gì mà mình để nhìn thấy đó, cái gì ống dòm. Có nghe trên không gian mà mình ở đây nè, thì nói giỏi quá, phải giỏi mới được chứ. Mình thu xuống gần bên mình thấy được A Di Đà.
thấy ao sen báo, thấy rừng có chim nói pháp, thấy hết trơn hết trọi à. À, mình muốn thấy nào, rồi mình thu nữa mình thấy A Di Đà bay qua, thấy không? Đó là mình ở đây nè, mà phép pháp của mình đã có, tập sự lần lần cũng như con chim nó tập mẹ nó bỏ rồi đó, cái nó tập lượng nó té xuống nha. Thầy nhìn thấy á, nó té xuống cái nhẹ nhẹ, cái nó đi nó muốn xỉu rồi chứ, rồi nó lên lần nữa. Ừ, giờ nó lên ba lần được, nó bay luôn. Quý vị có hiểu không? Đó, cái người tu đó phải nói như vậy, phải chỉ như vậy. Chứ gì Nam Mô A Di Đà Phật, về niệm Phật đi, niệm Phật không biết gì hết à. Đó. Rồi Vi Đà vô là không biết. Biệt là biệt dạng. Vi Đà vô biệt niệm Phật đáo ẩn Tây Phương, có nghĩa là Phật đâu phải ở ngoài đâu. À, vô là không, niệm không nghe tiếng, không nghe gian gian, nhưng mà trong tâm này niệm mà cõi, cái cõi không gian này nghe tiếng niệm của mình rất thanh thoát trên đó đó. Vì cái không gian này nó hòa nhập với cái không gian trên, có nghĩa là như thế đó. Như quý vị, nếu mình làm tội, cái chỗ này nó hòa nhập với cái này nè, đó, mà mình tu tốt nó hòa nhập với ở trên này, thấy không? Thơ thới vô cùng. Ta hy sinh ta bỏ hết. Ngay bây giờ trong đêm nay đó, có một đêm mà ta thanh tịnh 5 tiếng, ta ngồi mà nó cứng ngắc rồi nó dịu mềm trở lại rồi nó làm sao đó, ta không có mê ngủ. Ngủ đó. Nhưng mà cái thần của quý vị thức rồi, cái trí của quý vị thức rồi, quý vị có học thức nữa nè, được tâm thức nữa nè, phải không? Được trí thức nữa nè. Thấy trong cái đó nó thức nhiều chưa? Nó ngủ á, nó hôn trầm trong cái ngủ quẩn á, hôn trầm nó sẽ lẫn quẩn dẫn dắt mình mê muội. Ngủ vậy có biết cái gì đâu, rồi cái gối còn không biết cái gối nằm ở đâu nữa đó. Đó là say mê trong giấc ngủ khùng điên, giấc ngủ ngay là phàm tục đó. Còn cái người của Phật, cái người tu, họ ngủ có giờ có giấc bao nhiêu, cái họ thức dậy, họ tỉnh rốt ráo. Thầy nói trong này hơi khó quá, có phải không? Mình nghe đi, rồi cái nào mình lượng được, mình lượng, mình học, chứ đâu có bắt buộc mình cái gì đâu. Thì nói ở đây cái không gian này nè, nó sẽ hòa nhập với không gian trên, cái vũ trụ này nè, nó hòa nhập với cái vũ trụ. Ở trên có gì mình có nấy hết trơn. Thế không? Mình để bác sĩ, nhưng mình là bác sĩ không hay. Đó, thầy ngồi nói chuyện với bác sĩ, thì bác sĩ nói vậy thì thầy đã biết hết trơn rồi. Và cử kiên đi đứng ăn uống như sau đó, bác sĩ chỉ mình có một đường, mình chận ra nhiều đường để mình chiến thắng cái bệnh của mình vậy đó. Muốn chiến thắng của bệnh, mình quên bệnh, không nuôi bệnh, không dưỡng bệnh, mà mình đang trị bệnh. Nói vậy đó, cái tật xấu thói hư của mình á, mình đừng có dồn dập, mình đừng có thương nó, mà mình cũng không có quyền phản đỡ nó, không có quyền hành hạ nó, có đúng không? Ở trong này nè, một xã hội, một đất nước, chính mình làm chủ thể đó, mà mình không biết, mình làm tổng thống đó, mình không hay. Đó, như vậy đó. Thì bây giờ mình tu đó, giờ giấc đâu đó đàng hoàng tử tế, đừng có ép, đừng ép xa. Không ăn có thành tiên Phật không? Không, chết bây giờ nè. Cái xe chạy mà nhớt nè, dầu thắng nè, dầu đổ chạy nè, thấy không? Rồi nhớt này nhớt nọ, rồi phải xả nhớt nha. Nói dạ thưa đi bác sĩ dặn con không có ăn dầu, về tuyệt đối không có miếng dầu nào khô da, ung thư da liền cấp kỳ, vì không có cái chất nhớt đó. Cái chất cái là mở thai, nó thai. Mình phải ăn nhớt ít, ăn nhớt cách nào để nó thai mở nó đi trong cái da này nè quý vị, nó đi trong cái tế bào. Sao vậy thầy? Sao thầy hiểu? Phải hiểu chứ. Rồi còn hiểu tới đây, khi ngạt hoặc là có dịch đó, có thể là bác sĩ chết ở trong cái giải phẫu, không rút kim ra được, không có rút dao ra được. Quý vị nghĩ như thế nào? Thì mình phải tu, phải cao hơn, phải thành hơn, đặc biệt hơn. Đó, đã là mình theo cái đường lối của Bồ Tát rồi, mình thương yêu người nè, giúp đỡ người nè. Đó, giả sử như bây giờ như thầy, các con cũng nuôi,
nuôi để có khỏe mạnh, thuốc men ăn uống tranh việc gì đó quý vị cung cấp cho ai, để cho thầy có một cái mức độ làm việc, nói pháp, giảng, đi đứng, chứ khi không làm sao được đấy. Đó, cách mạng thành công cũng do nơi dân, nhân dân, quần chúng. Nói bên đây liên bang qua, nói đời, nói đạo cho quý vị nắm rõ, khi không không được đâu. Như vậy thì mình tu đó, mình cũng phải có con mình, nhờ con mình chút, nhờ cháu mình chút. Nhưng cái nhờ đó phải đúng đứa nhờ, còn không đúng đứa không nhờ. Đó, như vậy đó quý vị. Đúng tha, không đúng trừng phạt. Như vậy mình mới là quân tử, đại quân tử, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phật nói mình phải anh hùng, anh hùng của Phật giáo. Không anh hùng không thể lên cương mã thượng được đâu nha. Phải anh hùng đó. Nhưng mà khí anh hùng tử, khí hùng nào tử, mình anh hùng nhưng không anh hùng đó. Mình phải có chí khí đó, mới lên cương được, để bay để đi nè. Nếu mà không có kiêu hùng, không có đại hùng lực thì Phật không có đi ra khỏi cái thành xá vệ đó. Đi mà còn ngoái lại thấy buồn vô cùng, sanh đẻ ở đó, chịu khổ ở đó, rồi ra ra thế nào đó, thấy cũng phải nhớ quê hương. Như vậy từ từ đó, nó có một cái sức mạnh của đạo, cái sức mạnh của Phật, nhiều đời của ngài, nó sẽ lui, nó sẽ lui, nó sẽ lui, nó sẽ lui. Chứ không thể là mình lui được. Gia đình của mình và vợ con và tài sản thì cái nọ nó không lui được, nhờ Đức Phật dạy mình. Mà Đức Phật mình phải học đúng, duy trì đúng y như Phật, mình mới dứt bỏ được, mình mới đại hùng, mình mới qua biển, qua sông, qua đồi, qua núi được. Đi, hãy đi là không ai cản được. Nhưng mà đi cho đúng, làm cái gì cũng cho đúng, đừng để vợ phiền, chồng phiền, anh phiền, em phiền, cha mẹ phiền, mình cho hay hết. Nhưng cái cho hay đó không ai bắt buộc cầm cán mình, vì họ có dư thừa những cái ăn uống tài khoản tiền của, thì mình ở đó mình không giúp đỡ gì được hết, giúp nữa đâu có được. Chứ không phải nói già thấy chùa thì vô tu trợ sung sướng, thấy mấy cô rồi đó mặc áo rồi sáng ra, mấy sư nữ rồi vậy hả, sung sướng hả, vô đi. Vô đi rồi thấy, vô đi rồi biết. Chỉ có người cư sĩ tại gia là tự do nhất, nhưng với điều kiện. Trong chùa thấy ông sư chút xíu 8 giờ ông ra, giờ 7 giờ mấy rồi ha, sửa sạn này kia, chứ sư ra sư nhìn nè. Nhưng mà còn mình á, ông thầy mình á, ông ra vô cái tâm của mình nè ha, ông ở trên trên chỗ cái mà mình không thể nắm bắt ổng được đó. Ông thầy đó là cư sĩ tại gia, không có thầy mà có thầy mới chết á. Không có thầy mà lại có thầy, vì ổng đâu có phải vô hình, ổng đâu có xuất hiện, mà chính ổng là người ở trong trái tim của mình á. Cái gì có hiểu không? Chứ đừng có kêu ngoài cái mua bánh bèo bánh ít rồi lại đó cúng thầy này. Đó là lòng gợi lên lòng hiếu thảo của tất cả quý vị. Quý vị đi tu mà quý vị không có tình thương, không rơ rớt, không thảo hiếu, không gì thì tu không được. Chờ thấy gì cũng mua cho thầy, đúng tốt, thầy còn ăn uống như mình mà đó, giúp cũng tốt, nhưng vừa phải thôi, là như thế đó. Mình làm con cũng đừng dầu dập với cha mẹ, rồi mai mốt bỏ đói cha mẹ suốt cuộc đời, không đến, không về, không thăm lơm. Là như thế, cái gì cũng lấy chữ bình đẳng. Chúng ta hôm nay muốn tu bước lên chân của Phật, đi theo gót của ngài, thì chúng ta phải làm sao? Dễ lắm, cư sĩ tại gia. Ăn cơm, muốn ăn cơm thì nấu cơm, ăn muốn ra hái rau cải thì đi chợ đâu này cái nọ là mình muốn. Nhưng trong cái đi, trong cái mua, trong cái gặt hái có giới điều kiện, không mua sắm nhiều, về dục bỏ phí phạm nha. Mình nói với mình có 100 này, mình mua chừng mấy chục thôi, mấy chục về mình để đây cho con mình học hành. Mua tập mua dép, mình phải quan sát hiện trường hết. Trong nhà mình vợ sao, chồng sao, mẹ sao, cô chú có ở với mình á, đó mình rà biết hết. Không có ra mà 100 ngàn đó cứ mua hết trơn,
còn vét móp nữa chứ. Còn muốn cái kia nữa, cái gặp chị bạn này chị tốt quá, chị cho tôi mượn mấy ngàn, trời tôi muốn mua món này, không nên. Đó là cũng đi chợ với điều kiện, còn bên khất sĩ cấm, không cho đi. Thì bữa nay rốt ráo nói gì đâu, thầy không phải gì đâu đâu ạ. Cái đó là chỉ ngay mình phải sửa đổi. Và tiền bạc mình, đồng tiền của mình nắm ở trong tay đó, thì mình có quyền, à, có quyền. Nhưng mà đồng tiền đó nó sẽ biến. Trời ơi, nó ta còn thờ thần tài đó, thấy không? Nó thờ thần tài. Mình không thờ thần tài mà mình trọng thần tài. Đó, mình không phí phạm, không đem ra xài xa xỉ. Đó, như vậy như thế. Đúng việc mình phải xài, đúng việc mình phải giúp, đúng việc mình phải mua, đúng việc mình phải làm. Đó, nuôi cha nuôi mẹ mình. Nhưng nuôi cha nuôi mẹ cũng có giới, điều kiện, tỷ cơ ứng biến. Gia đình mình mấy anh em, cha mẹ mình ở với ai? Đó, cái người tu phải có cái mũi tên bắn ngay chỉ ở dưới đây. Em này nó hiền lắm nha, mà nó nuôi mẹ rất tận tình, nó có chút ruộng à, rồi nó làm gì nó nuôi không đủ, rồi mình bỏ trong cái ton này nè, mình ton chút mình cung cấp, mà không có nói, không nói tao đã dành riêng một tháng tao để tao làm này kia nọ cho mày này cái nó ỷ lại, không nên nói mà lầm thinh mà mình làm đó như thế. Còn cái này đứa em nó cơ bản, trời ơi, nó muốn bay, rồi nó ở với cha mẹ, cái nó bắt cha mẹ cũng như mình bắt ông Phật ra để mình làm tiền, đi tụng kinh đem Đức Phật thì tặng theo. Tụng có một đêm với sáng lại xế chiều là 5 triệu. Quý vị nghĩ sao? Cái gì dữ vậy? Ta lao động mà ta mừng quá chừng quá đổi cái mà không có đánh đổi dữ vậy. Còn ông chỉ có miệng thôi, lấy kinh Địa Tạng ra tụng thôi, mà tại sao ông ăn tiền dữ thần vậy ông biết? Nghe không? Rồi còn công đức nữa, công đức cái này, công đức cái kia, còn đòi hỏi này cái nọ nữa. Thì các chị thấy cái đó tu hay là không tu? Tu hay không tu? Đó thì thầy kể ta, nhưng mà mình đừng có đi rước mấy vị này. Mình thuộc kinh Di Đà không? Thuộc, tụng kinh Di Đà, đàn ông Di Đà, đàn bà Phổ Môn, tụng kinh cho cha mẹ mình. Còn không tụng kinh thì mình nguyện, và mình đã tu rồi, con tu đắc đạo củ quyền siêu rồi, siêu rồi, đi rước để tiền nó cho người ta. Con xin cúng dường tiền này mười phương cho Phật chứng, rồi con đem ra cho mẹ con siêu thoát được không? Đó, như vậy đó. Đó thì cái sự hành trạng tu hành của mình phải đi đôi với sự tốt đẹp y như vậy, chứ không có làm tầm bậy tầm bạ nữa. Và người ta lại ta lừa ta nói nặng lục ở trên kia kìa, thiệt có thiệt nha. Nhưng mà bây giờ ở xã của mình á, đi lợi khuyên lục có một nha. Có ai là người chủ nhiệm nha, còn đi khuyên không, không được. Nó lừa đủ thứ à. Thời kỳ này ma quái quỷ, mình cũng thương đồng bào anh em vậy, nhưng mà đóng góp có thực tế như sao, nó không đau lòng, nó cũng nhói tim, nó không bị gì hết. Chứ bây giờ nó đã vô nhà quý vị đó, nhà lành của quý vị đó, nhà lành người lành đó, rồi nó sẽ làm tiền cho quý vị rồi. Nếu dạ con tu con cần sống cần, rồi tiền tiêm Phật, tiền đi bán mấy cái rau nè, bán mấy trái xài nè, chứ đâu phải cực dừng chết, chứ đâu phải. Còn đồng tiền ngồi đây nè, tao chỉ đạo mày lợi kia này, mày đòi nó không ấy, mày rửa bằng cái dao đi, cái nó đưa đó, đó. Thì cái đó địa ngục ngồi đó đó đó, đó quý vị. Nó đủ màn cảnh trên cái thế hệ này hết. Thì chúng con ráng rồi tụi đi làm á, rồi đi làm đó, rồi ở trong nhà đó, rồi này kia nọ không có hiểu. Bây giờ ơn trên cho hiểu, lên mạng coi được hết, biết hết nha. Nhưng mà trong đó có nói dối, có nói thiệt, có nói dốc nha, rồi có nói hơn, có nói thua, đó như thế. Thì mình phải chọn. Đó, thì bây giờ mình hay hết rồi đó quý vị. Từ đứa bé giờ nó cũng hay nữa. Đỡ không? Vậy đó. Thì bây giờ mình phải ráng mình tu đó. Mình tu không đưa lên cái nó ngự tu tốt này cái nọ, cần gì phải đưa lên đó. Có cái màn cảnh của thiên nhiên đã chụp hình mình rồi, đã quay phim mình rồi đó, đã đưa mình lên cái sổ của thiên đình rồi,
đã vô mình có pháp danh rồi thì làm sao mà mình mất được, mà mình phải phải biểu người ta phải khen ngợi mình. Hay là người đó tu nhiều lắm, chị đó chị tu hết sức là tu, đừng bao giờ khoe trước mặt thầy nha. Mà mấy cô cũng vậy, mấy vị cũng vậy, đừng bao giờ khoe với nhau, chị này tu ít, chị này tu nhiều, chị này sao làm sao làm sao. Chính mình lo mình đi, mình lo mình đi. Nếu mình thành, mình thấy chị này chưa thành, mình nên, mình mới thấy cái hư, mình khôn mới thấy cái ngu, mình giàu mình mới thấy người nghèo. Chứ mình nghèo với nghèo nhau đó, nó ra nó mua coi, nó mua, nó sống, nó ăn, mình tưởng đâu nó tiền dữ lắm đó, hiểu không? Mình giàu, mình tiết kiệm, mình làm cách nào mình thấy cái người nghèo ăn xài sang, hoặc là nó tội nghiệp quá, đó, như vậy đó. Rồi mình học đạo cho thông thấy cái người lướng chướng, cái người lềnh lềnh, cái người không được minh triết, cái người này, nó làm sao trước mắt mình nó quay như cái chong chóng vậy, thấy không? Giờ nó sẽ thiếu, nó đâu có đứng giao hàng ngủ gì, đó. Vô công ty mà nó quét rác ở ngoài mà nó xưng tao làm hạng xưởng ở corridor rồi này cái nọ đó, hay là gì đó, nó xưng thì nó cũng tựa cái đó đó, nhưng mà nó quét rác ở ngoài. Ai cho nó biến, ai cho nó vô công nhân biến chế các mặt hàng, ai cho? Đó, còn mình tu thiệt thì các ngài đã cho mình vô đoàn thể, vô tập của Phật, thấy không? Vô cái phái của ngài chứ đâu có xa đâu, đừng cầu. Xin kính thưa quý vị, không nên cầu. Tôi không xin, sự tôi làm hành trì Phật thấy rồi giúp cho con, thầy thấy rồi nương tựa thầy hộ cho con. Con không xin, vì biết cái khả năng và cái tinh thần và cái biến lời và cái dơ dớm chúng con còn nhiều quá, con không dám xin. Để con gội rửa, con làm xong hết rồi con lại xin. Nói vậy. Ngồi thuyền cũng vậy, thấy anh này ngồi 5 tiếng, trời ơi, có cái cô này cũng trả lời với thầy, ôi ngồi đại cho nó rồi, trả nợ quỷ thần 5 tiếng ngồi đại. Cô ở Úc Châu, ở Phật à, vậy đó, cô nói chuyện mà thiệt, nói vậy đó. Thì cô trả nợ quỷ thần chứ đâu phải. Mình rơi cái chiếc hộp sòn, rơi chiếc vàng của mình ở trên đám cỏ, mình đi trên, mình đạp sâu chứ mình không thấy, mình phải ngồi, mình phải giật, mình phải hơn mình mới kiếm được. Thì muốn tìm kiếm cái lối thoát để mình ra, giải thoát không còn nữa thì mình phải ngồi thuyền. Với điều kiện mới vô ngồi trong khoảng 15 phút ta đạt được tiêu chuẩn gì, ta trống rồi, ta dọn cái đường trống rồi, ta đi trước rồi, ta hành trì rồi, ta vô thì vừa ngồi là ta kiếm được bảo vật của ta. Còn mình rậm mi rậm bích cũng như là lầy lội rớt dưới, mình kiếm tới già không được nữa, bắt trước đi lại ngồi, bỏ mẹ bỏ cha bỏ con, tôi mắc ngồi thuyền tôi tu dẫn mặt nói láo nói dốc, nói thẳng luôn, đặng sửa đổi. Mình dọn rồi đó, mình dọn cái mảnh này rồi, có rớt á, mình vô vừa ngồi 15 phút 20 phút nửa tiếng mình đạt được tiêu chuẩn. Suy nghĩ kỹ đi, y như vậy chứ không có sai đâu. Không ngồi thuyền mà ngồi thuyền, lúc nào cái linh quang thần quang cũng phải phản chiếu ngay cái cảnh đó hết. Đặng mình tìm lối mình thoát. Mình ở trong cái lưới vô minh, vách tường rồi giờ còn cái lưới ha. Dẹp đi rồi còn cái lưới vô minh đó mà mình không thể tung lưới để ra được thì không biết làm sao đó. Vì mình lên lên, mình tu mà mình như là nghe người ta niệm Phật, nghe mình niệm, nghe người ta nói mời cô vô độ cơm, cái mình về mình á, chị vô độ cơm với tôi à, học bậy bạ không, mình độ ai, mình độ mình chưa được, độ ai mà biểu là vô độ cơm, ăn cơm thì nói ăn cơm. Đức Lục Tổ huệ năng đó, pháp bảo đàn, ông nói rõ ràng lắm đó quý vị, quý vị suy nghĩ đi. Rồi xong này có rảnh đó, lấy sách coi chút xíu, không phải lật hết sách hay không đợi lật hoài, lật một trang ngoài đã biết sách hay thì mình đã coi cho nó thấm nhừng, cho nó liên bang, coi thầy mình ở đây nói chuyện như thế nào, có lạc không hay là đúng, nói vậy đó. Nhưng mà không phải không tin, nhưng mình phải cộng lại, cái này không có đâu. Gần thầy mà xa muôn ngàn dặm.
Thì quý vị nghĩ như thế nào? Còn mình tu hành, mình say đắm cũng không phải là người tu, mà khơ lên á, cũng như mình dẹp mây mù tu cho đúng á, thì rừng thu an tình. Chúng con biết không? Khó lắm đó. Mình đừng cho bụi đời nó dính, mà mình có bộ nào bây giờ đừng toán tính chuyện muôn mô. Tính gì hãy chú hãy cô, tính câu niệm Phật đắp tô đại vàng, tính tu niệm cho bình an tự tại, tính làm sao vô quái ngại tâm tư, tính làm sao cho có đức nhân từ, có tiếng bảo có Phật trừ yêu mến, tính làm sao ta lên được bên lên chiếc đò chiều mình về đến Như Lai, tính đêm rồi lại tính ngày sai xưa trần tục, tính hoài làm sao đừng tính nữa, mình sụp dưới áo bùn thầm, mình tính ngày mai này là mình bồng ẩm nâng niu, cái nhà kia kìa thấy hoành hiu, vừa già cả mà nuôi cháu chắc chiêu không nổi. Ta tính đi rồi chờ gió thôi, mát mẻ trong lòng từ nhiều nỗi giúp cho. Tính người sao chẳng được no, còn mình ấm áp không có nằm có nghe trần. Tính đi con, đừng rổ rổ rần rần. Tính toán về Phật, về thần, về tiên, đừng tính nhiều rồi mình lại cuồng điên, mình say đi bộ não đồ lý phiền. Tính toán phải cố gắng để mình làm tròn sứ mạng. Biển lai kia nè, còn có khúc cạn khúc sâu, con người nhìn đi chưa bình tĩnh được đâu, phải hàng phục cho lâu mới được. Ngồi cực khổ nhưng ta đã vượt, ta càng lấy rồi nó không được sanh ra. Chiều về sanh bãi sanh ba, sáng ra sanh sự tinh ma dài dài. Hỏi gì chứ mình tỉnh mình chỉ vậy, mình lỗi lặng sương mới. Mình hành mình hạ sát này không ngưng, ráng tu đi. Mình sờ tay nè, sờ mắt nè, sờ đầu cổ mình rất vui mừng. Nó còn nguyên vẹn mới chứng hứng đạo thầy. Ráng cố tu đi con. Ở đây là chốn bùng lầy, đừng xa vào cạnh chỗ này nữa nhé, chứ đi về cực khổ nhiều phen. Thầy đang ngồi dạy con chớ buông chen, thầy buồn đừng chen lấn ngược con, để mất cội nguồn nhỏ giáo. Thấy chưa, trò đất đang thinh vậy nè mà nổi sóng bạo tới giờ, huống gì mình lẩn thẩn lờ thơ nghe thầy dạy rồi sang bờ sông biển. Lên đò tiên đi con, thầy đang đưa tiền, thầy dặn học trò răng cầu nguyện bên trong. Con tu con có tấm lòng, ráng trì ráng chí giờ đền xong kiếp này. Mình thương Phật, thương thầy, thương tiên, thương tổ, giờ này mẹ cha, ráng tu bình lừng cho quá, ngồi đâu cũng tưởng niệm Di Đà gốc trên. Ráng cố gắng đừng quên lời thầy dạy, thầy nói kỹ lắm đó, chứ không phải lại bái đâu trò. Mình làm con người đó, mình được tự do, mà mình không biết, mình cứ lo nay tầng mây tàu. Kiểm lại đi, chân tay mình nè, thấy chưa, đâu có nõn nà đặng mình dạo. Cái tay thành nam kìa, nữ thành nam kìa, nó quạo, nó to. Tại mình làm việc rối ho,
Mình đang bưng nặng rồi mình không cho nó nghỉ ngơi, thấy chưa? Làm sao tay nữ mà thành nam đó quý vị? Tại nhìn cuốc mình sới, mình đạo, mình làm việc nặng thì thân nào phải theo. Bây giờ tâm tánh mình gieo thì mình phải tu tịnh rồi nghe theo Phật truyền. Nữ phải tu thành tiên nha. Đó, để rồi mình xa đây các hạ, mình trở về miền thứ lai. Còn người thì nói ngày nay rừng khuya vắng lặng có ai không kìa. Ráng lặng lặng tâm đi, để thầy lại sớt chia tình thương nhân loại kia kìa nào xa. Thầy thương đạo chứ đâu có thương ma thương quái. Thầy thương con trời nè, không ỷ lại nghinh ngang. Thương má thương quỷ phi tan, sáng vui chiều thích tối nó than âm thầm. Như thế đó đó, tay cầm đâu có được. Làm sao lấy con thuyền để vượt qua bờ. Sống trần gian nó mùa bất ngờ. Con thần trọng hiện giờ đang tu sửa. Biết đây tới đây trời nghiêng đất ngựa thì tâm của mình ai cứu chữa được đâu. Ngồi đi con nhé, lâu lâu kiểm tri tất cả rồi âu biết liền. Mình kiểm mình đi, cơ mình giữ hay hiền. Tánh tâm tật xấu đó có nối liền hay không. Mình ngồi thiền kiếm đạo trong trong. Ngồi đi lông đục tầm trong nghe trò. Ngồi phải hiểu, con phải lo chu đáo. Nhớ lại mình là người đạo nữ tiên. Lúc nào đâu thầy dạy cũng hiền, đừng bộc phát ra rồi ráng kiên ráng nhận. Mình tu tốt chứ không lú không lần. Thầy dạy trò nghèo ráng tinh tấn niệm a di. Về nhà sửa đổi mau đi, con coi bài tập rồi ghi từng giờ. Nghe để hiểu, nghe không có khờ không dại nữa. Tỉnh giấc nồng rồi đứng giữa trung minh. Tự ta tu ta bộc phát tướng hình. Mình anh dũng bội tinh là mình tu đạo. Ráng nghe con giường tiên sau mình vào. Ở chỉ nơi trần rồi gió bão mưa đơn. Về đi chớ giận chớ hơn. Giận chi rồi khổ sợ cô đơn một mình. Nghe thầy dặn đi, bước đấng trình gần tới. Đây khắp hoàn cầu thế giới tranh đua. Nó đem danh phận tiền nó bán nó mua. Ngà giới ngọc còn mình thua rồi đó. Lên tiên ở niết bàn mình ngó. Thì cõi phàm nào trần cây cỏ heo khô. Con ngươi về tận xứ mô. Đây lời thầy dặn rắn đắp tô. Ngày nào không có mê bên Nhật, bên Tây, bên Đức, bên Ý, bên Tạo. Ta mê ta ở chỗ nào ta tu. Mình mê muội là mình ngu đó đạo. Còn nói nhiều đường là xúc xảo đó trò. Còn tính toan là tâm giả rối ô. Đâu có đạt của khó tài khoan. Đừng mơ mộng vì Đức Ngài cho mình cái cản. Đừng có ô buồn mình kết bạn tiên đi. Niệm tâm sáu chữ lục nghi. Nghe lời thầy dạy thu đi bớ trò. Ngồi niệm Phật nè nha. Mình nói con muốn tự do với Phật. Phật trả lời rằng con đừng có bẩn chật nghe không. Con nói đây nói với Đức Chí Tôn. Con phải ráng rửa hồn sạch sẽ. Phàm tục tử đứng đi đừng có té. Còn bên bùng lầy con đừng ghé mà chơi.
thằng về cũng được nghỉ ngơi, non bồng hay sứ Phật chiều mới an nhàn. Tịnh lạc tu đi con, hơn vàng hơn ngọc. Tỉnh để biết đường về, không có trằn trọc âm mưu. Sáng tới chiều mình dẹt mây mù, mình đánh cho thắng chút ngục tù chủ ngục. Dù mình đó nó tạo ra bạc ngàn bạc chục, xe cổ nhà lầu rồi kết thúc cũng ra đó. Còn mình con Phật ráng đó, bọn bài Phật dạy Phật cho mình rồi, ráng ngồi học để dung bội mảnh đất tốt. Ráng siêu tầm mấu chốt của Phật tiên, ráng mà tu bỏ giữ làm hiền, để về Phật hai nước tứ phiên nào cũng được. Đêm thanh tịnh thiền môn mấy lượt, thầy muốn đóng cửa lại rồi nhưng không được con ơi. Lệnh trên trời Phật vậy thôi, xài tà xuống thế chèo bơi đò chiều. Sao nghĩ được con, còn mến đạo còn thương yêu, còn dạng dài thương xót chính chiều ruột đau. Bởi vậy phải ráng mà nói, mà thét, mà gạo. Cho nên minh mẫn rồi chưa nào trong tâm. Ai cũng hiền hết á, ai cũng là người đạo, ai cũng có mạnh chân tâm, ai cũng có chân lý rồi thì thầm tìm ra. Chúng con có hỏi tin ba, đừng làm hoại việc nó quá ra điên khùng. Phải tìm kiếm đó là ba vị anh hùng tái thế. Đạt tin ba rồi nhiều kế để thoát nguy, biết rồi mình làm những việc gì, việc gì cũng được rồi đứng tự bị hộ mình. Ráng cố gắng nha, để mình nhìn cho thấu. Trước mắt kìa, mình phải nói dấu Phật thầy. Thiên cơ mấy tạo dần xây, bây giờ mở có là thầy bằng năng. Con phải biết nhé, con phải thường răng thường trị. Đừng có đùa theo để cho cái sát thân này nó phỉ chí tan bồng. Nó đùa theo gió bãi mưa giông, làm lưng chuyện vợ chồng không chung thùy. Đường hành đạo đêm nay thì chỉ, đường tu hành đừng bỏ phí nghe chưa. Ráng tu có lẽ phải chưa, chưa gì con biết đừng để thớt thưa. Trong bài ngày thi cử đó, hỏi ai đứng chấm, thầy cho ai, thầy gầm đắng thi. Gần người thầy dạy những gì, điểm kìa quá ít tại không cố tri học hành. Phải cố gắng, đừng có khôn lanh tu cũng không được, mà đừng có khéo quá nhiều xảo sược cũng không tu. Mà là đừng có dại ngu, biết khôn rồi lãnh rồi biết tu rồi về. Ráng cố nghe không con, mình đứng bên lề, mình chờ người hiền hậu rồi rủ về Tây Phương. Đừng có chờ các bậc nghênh ngang, có gặp nó mình xuôi hàng hiếp mắt. Nó đi qua đi rồi mình mở ra đi không khách. Mình lựa chọn bạn lành rồi mình dắt về quê. Con ơi đừng có nặng nề, còn dèo giống thiện thì bồ đề nấy ra. Phải cố gắng giữ tinh ba hoàng phùng. Ta bậc anh hùng không ngã gục ở tại đường, ở ngoài đời thắng cạnh tai ương, thắng hết ráo nhưng khó mà thắng cái trường trong tâm thầu.
Mình thắng người nhưng không thắng được đạo, thắng ở bên ngoài còn hung bạo bên trong. Chiến tranh đang cướp giật lòng, ta nên chiến thắng nâu sòng dài mang. Chiến thắng được trang hoàng ức tỷ, thắng nó rồi nó chỉ đường về, tội quỷ ma tặc tử nó mê, nó chiếm đất nó chiếm hết bồ đề của Phật. Ta thắng Mỹ ta thành bảo vật, ta trở về miền tánh thật không khôi. Thắng người thấy được đó rồi, thắng mình chưa được con ngôi ráng tầm. Phải đạt được nhau không? Để lấy cái chân tâm trở lại, mình phải thu hình nó liền, đừng có giải để nó xa. Đặng ta kiểm việc vậy mà thiền môn ta ngồi tịnh không có xa đâu trò. Biết hết ráo, ta lo đạt được, chịu cực ngồi để vượt qua sông. Ngồi thiền thì cứ kể lễ mắt công, còn đi chơi giỡn ngồi ngông tam tiên. Hỏi đồng đạo ai mà thăm viếng, mình không mời khách trần rồi ai biến ai thăm. Ngồi thuyền tu tịnh do tâm, ta mời khách lạ nhiều năm trên trời. Mời xuống đi con, họ cho ta tiếng, họ nói những lời, họ dạy mình mà họ khai đạo đó. Họ kêu mình bỏ đời mau đi, khách trần mời lỡ làm chi, mời ăn mời uống chứ uống thì tiện muốn. Mời lại chi vậy con? Nó quá điên cuồng. Ta mời khách lạ hơn triệu muôn kia kìa, ta ngồi mời khách canh khuya, tham thiền tịnh độ rồi rơ sớt kia nghe trò. Mời khách lạ, khách tự do tiên Phật thanh, họ hạ phàm trần nè, họ cứu cánh niết bàn, dạy cho con tịnh độ bước sang, đẳng đắc đạo về hàng Phật đạo. Chúng con biết giường tiên mình chưa vào, nay nghe lời thầy rồi hung bảo lánh xa. Mời tiên mời tục do mà, con tri rồi biết lời ta thì thầm. Lời thầy nói con hiểu không? Mình ngồi thiền mình mời khách ở trên, phải không? Có lợi ích, cái này không có đâu. Mình mời khách kia lợi ăn uống chơi giỡn đó, rồi nói tu rồi này kia. Người ta tu có thầy, có sách có vở để người ta tầm ra. Mình cũng tu, nhưng mà lâu lâu đó anh em, ví dụ như là cái tổ của mình có 4 người, 6 người. Em bữa nay lợi ăn cháo, cái nó lợi nha. Rồi em này nó biết ăn cháo ăn gì nè, em hỏi nè, anh mua gì chưa, chị mua gì chưa. Chị đang có nấu cháo, chị mua sẵn rồi, em không có mua gì hết nha, thì đừng mua nha, đừng mua. Rồi lợi đó không có gì mình bổ sung, hôm nay mình xách cái này, mình xách cái kia, mình bưng cái nọ, mình lợi tùm lum tà lạ. Phải có cái quyết định và chỉ định, đúng không? Thì mình sự tu hôm nay chúng ta phải có cái quyết định và có cái cương quyết, rồi có cái chỉ định nha. Quyết định chứ không phải là nói tôi định 3 ngày nữa tôi xuống chỉ đúng 12 giờ thì 12 giờ sẽ có người ta. Đó là do nên mình quyết định. Còn hỏi cái đó, tôi không biết làm sao, tại sao mình không biết mình? Tại sao không biết mình? Mình phải có cái quyết định. Đó, như vậy đó ha. Thì mình thiền định để mình đem lại cái ông chủ định ở đâu? Ông chủ đó chỗ nào? Mình đem lại. Đó như thế. Rồi có một con đạo nó hỏi thầy chứ, thầy ơi, sao con không thấy thầy ngồi thiền thầy? Nó nói, có chứ, thầy ngồi nhiều đời lắm á. Nếu mà không ngồi thầy làm sao bơi đạo qua sông? Sao lãnh chiếc thiền này để bơi trò? Vậy hả? Con không hiểu. Ngu quá không hiểu. Vậy thôi thì bữa nay đó cũng kết thúc cái chương trình mà tập 3. Có nghĩa là kết thúc rồi. Bao nhiêu nữa đó, cạn vạn hải, có nghĩa là Phật pháp vô biên, thần thông quảng đại, rừng nhu biển thánh, không hết đâu. Thấy cái này tới cái kia tới nọ nó. Tại sao hồi xưa đức thầy lại chỉ có 4 cuốn đó? Nhưng 4 cuốn đó bây giờ thầy dịch ra 1000 cuốn, tùm lum hết chỗ này chỗ kia chỗ nọ, sợ người ta không thu á.
nó không có kết thúc như thầy, nhưng mà nhỏ, thầy bỏ tùm lum hết, bỏ rải đó, để chim sẻ sẻ nó ăn, nó mổ để nó đói, biết không? Chỗ nào cũng rải lúa rải gạo được hết rồi, đó như vậy, chứ không phải hơn thầy đâu, nha, đó, thầy dạy mà, đó như thế thì chúng con phải nghe hồi nãy giờ như thế nào, về về phải nghe cái này phải lưu lót nha, nói thu mà nói gì đâu không, đó, nói gì đâu, dịch tiếng Việt, nha, chứ không phải nói gì đâu hết, con gà nói con gà, con trâu nói con trâu, vậy đó. Chứ không có nói là cây mùn trâu của mình á, thì mình nói cây mùn trâu, còn tàu nó nói là ngu đại hoàng, ngu á, ngu đại hoàng, có nghĩa là nó nói cây mùn trâu mà nó không nói, nó đặt cây ngu đại hoàng, hiểu không? Ừ, như vậy đó. Còn thầy nói cây mùn trâu, còn cây chân dịch mình á, hái ngoài ruộng vô nó nói cát hoa thảo, cát nặng dịch, thấy không? Nó đặt tên, nó đặt tên hết. Còn thầy nói cây chân dịch đó, thì mình nói cho thẳng cái lý để rồi tu mới được nha. Sao chúng con có thông cảm, có vui không? Rừng khuya này kết thúc thì thầy thấy bữa nay kết thúc là thì cũng đang trong thân thể nó cũng không được bình an, vì cái phế quản nó bị giãn, vì 4-5 ngày này thì đã giãn nhiều quá, con hiểu không? Bác sĩ khám không ra, hỏi bà cô có tiếp về mặt hàng nào bán buôn dữ lắm, sao mà cái phế quản này nó giãn quá vậy? Thầy nói dạ có. Mình nói có chứ, bây giờ mình chối chỗ nào? Đó vậy đó, hồi còn trẻ tới bây giờ cũng có nữa nè, ta cũng có tiếp nữa. Đó, ông cười đó, vậy thôi bớt bớt đi để nó giãn quá nha. Thôi thì xin chúc lành hết tất cả quý vị đồng đạo anh em trong phái Bộ Sơn Kỳ Hương và trong Phật giáo nha, cố gắng gìn cho chặt nha. Mình nghe lời thầy rồi thì mình cứ nghe, nhưng mà ông thầy ông nói biểu mình chết nha, biểu mình chết, cũng như cái ông thầy này ông nói là thứ bảy này con sẽ chết rồi đó nha, nhưng mà cái cậu này cậu thất thơ, cậu nói thôi con về thăm cha mẹ con rồi con sẽ chết, thầy cho con đi nha. Đó rồi ông đi ông cởi cái áo ra lang thang gì, thứ bảy bữa nay là thứ ba thứ tư thứ năm gì rồi mà đừng đi về, sư phụ ký nhận cho đừng chết. Thì ổng đi ngang cái cầu đó, cái áo ổng vậy đó, ổng cỡ ổng đi ra lang thang, ổng thấy người ta đống cây đó, kiến vàng nó trôi không biết muôn trùng nào. Ổng lấy sợi dây chuối, ổng cột cái áo của ổng, ổng cột máng trên đây nè, dây chuối giữ nó bắt đầu giữ đó, nó leo lên cái áo, nó lên hết phần nữa, còn nó trôi hết phần nữa, ví dụ vậy. Thì xong hết rồi, ổng đợi lên hết rồi, ông bỏ áo luôn, ông đi về ở trận, về ông thăm cha mẹ, nói sư phụ nói con sẽ chết 7 ngày, thứ bảy này con sẽ chết. Con về thăm cha mẹ rồi con đi, đó, mà chắc kiến vàng nó cũng buông cắn ông cũng mớ, nha, đó. Thì khi đó rồi, sư phụ biết rồi, chú tiểu này sẽ được sống, mà sống lâu nữa chứ. Thì thấy hào quang, đi theo đường mà thấy hào quang sẽ... Sư phụ hỏi con, sư phụ ơi, bữa nay gần tới giờ rồi, ngày mai thứ bảy rồi, con sửa sẵn cách nào đừng con chết, con đi. Sư phụ nó không có đi. Sư phụ hỏi con nè, từ đoạn đường này mà con đi về tới nhà, cha mẹ con có giúp đỡ ai không? Có cứu vớt ai không? Có làm gì không? Dạ đâu có gì đâu, con không có gì. Thì mới thực lại cái câu chuyện là con đi lang thang ở trần, tới cái cầu đó con gặp người ta đốn cây mà ổ kiến vàng không biết bao nhiêu nó té xuống, con liền cái áo xuống lấy dây chuối con kéo lên, nó lên không biết bao nhiêu hết á, con bỏ cái áo rồi, sư phụ ơi, vậy con đâu cứu ai đó nhiều đó mà con sẽ được sống, mà con được tăng thêm tuổi thọ, giờ con không có chết nữa, con cứu được con kiến vàng đó nha, không là biết bao nhiêu không, để bao nhiêu sinh mạng của người không. Đó như thế thì thầy chỉ cho ngay chỗ thầy ngồi thiền, cục đá nó có cái ổ kiến vàng trên vậy nè, mấy kiến vàng nó xuống nó chơi, nó thấy thầy ngồi nè, nó dòm thấy cái nó đi lên rồi nó tha con kiến gì, nó tha con gì đó, nó tha cho thiệt lè. Thầy dòm thấy, ủa sao mày không ở đây, nó tránh cho mình ngồi đó quý vị, đây nè cái cây còn vậy, mà lần thầy lên thầy ơi ngồi đó đó. Cho nên bây giờ nó con kiến vàng mà nó có đu trong con mắt hay là thầy gỡ ra để nhẹ chứ không bao giờ thầy.
mà giết cái con kiến mà hôi hám dơ bẩn mà nó thành ra, thì Phật cũng ân xá cho con lấy cái khác con bù qua cái tội lỗi đó. Còn kiến vàng, kiến hôi, mấy con kiến mà nó biết được mình, nó có con mắt lồng lanh mắt kiến nha. Mình còn mang cái mắt kiến vô chứ nó, con mắt kiến, hiểu không? Hiểu thầy nói ngược lại không? Nó thấy hết trần, nó thấy xa lắm á. Con mắt kiến nó đã có sẵn, nó không có mang vô, còn mình phải mang gọi là cái soi, hiểu không? Thầy nói bất thế cười không? Nó như vậy thì đừng có giết nha. Nó có ấy chuối rồi mình để ra đi nha. Rồi mình nói đi đi, đi đi lại gỡ từ từ ra tội nghiệp lắm. Không, thầy nói thiệt đó. Thì cứu cái vị này sư phụ nói chết đó quý vị. Thì thấy không, tăng lên, mình làm phước nè, cứu người nè, giúp đỡ này kia, tăng tuổi thọ. Dạ thầy coi có 75 chết không có đâu. Sống hoài không có chết đâu, phải không cô? Không có chết đâu. Đó, sống để mình làm nhân nghĩa, sống để mình gieo trồng, sống để mình giúp vui cho mọi người, chứ mình chết rồi thấy ai? Mình là một bóng đèn mà, mình sống để soi sáng cho mọi người. Mình là con của Phật, đệ tử của Phật, Phật tử. Đó, thì mình phải bắt chước, mình phải giúp đỡ này kia, không có đâu. Tu rồi thôi, người ta xin miếng này không có đâu, tôi không cho đâu, để tôi ăn. Nha. Bây giờ nếu mà để ăn rồi có cây chuối đó, mình để mình ăn cái chuối nữa, trồng nó không trổ. Còn bây giờ nếu mà mình cho người ta nảy chuối, trái chuối rồi đó, trồng cây chuối nào nó trổ sai quần hết à. Đó, trồng lúa trổ lúa, trồng dừa trổ dừa, sai quần hết trơn trọi à quý vị. Cái đó không có mê tín đâu à, đó thiệt á, chứ không phải mê tín đâu. Vì mình cho người ta, mình giúp người ta thì ở trên Thượng Đế Đức Mẹ, trời cha Đức Mẹ hấp thụ cái âm dương cho nó có trái nhiều cho mình, nên đâu có gì đâu nha con. À, vậy đó. Còn mình làm mình dịu ngọt với người ta, mình cực khổ mình gánh gồng đi, không bao giờ người ta sa thảy bỏ đâu. Nó làm sao bỏ cái đứa con này, làm sao bỏ cái nạn nhân này, làm sao bỏ cái vị này quá giỏi quá hiền quá đi kia nọ mà. Đó, cái màn lọc này chưa xong đâu quý vị, còn lọc phần mấy nữa kìa, quý vị thấy hết hồn đó. Thôi thầy ngồi đây nói riết thì quý con nó mỏi mòn thôi. Chúc lành hết nha. A Di Đà Phật.